Fête à papa. Oui. C'est la journée des fêtes de papa? Oui. Bonne fête papa. Mọi người ơi, hôm nay là ngày lễ của tất cả người cha, fête de père ở bên Pháp. Mình làm món ăn để ăn chung với gia đình, có Victor và mommy và hai bạn chồng. Quý, mình làm món hôm nay rất là đặc biệt. Mắm tôm. Nhưng mà mình thì không ăn được, nghe cái mùi là đã khó chịu. Nhưng mà có chả giò, có tàu hũ và có lẩu. Mà mọi người ăn nhé. Đây là tàu hũ tươi mới về. Hôm đó tại mình bịa đi với Nghiêm cho nên không có mua được. Mình chỉ mua cái loại trong đã đóng hộp sẵn cho nên mình không thích. Hôm nay có được tàu hũ tươi mình mới mua đó cả nhà. Kẹo chặt. Chị nghe coi chỉ dòm kìa. Dạ, ăn đi. Nem của chồng làm rất là ngon. Cho miếng bún đó. Nó cũng có ăn pate rồi. Mày ăn thử bún này đi. Bún Việt Nam đâu có ăn thử thôi. Biết nhất ra cắt ra, con xé ra rồi cũng nhốt hết á. Khùng lắm. Rồi bây giờ mình chuẩn bị cắt bánh. Qua đây chữ bên phết papa. Cười cười, cho con mía ha. Sô-cô-la không? Quý chúc mừng. Chúc mừng bông phết. Oui. Bông santé. Bông santé.